ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើនៅផ្ទះបងប្អូនមានសដៃគួរមានត្រីឆ្អើរសល់អត់ដឹងធ្វើអីមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមើលវីដេអូនេះហើយបងប្អូនអ្នកចេះពីរបៀបធ្វើបុកសណ្តែកគួរត្រីឆ្អើរឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបុកសណ្តែកគួរមុខនេះគឺត្រូវមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជួបជុំគ្នាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហើយបើបានញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ត្រជាក់ដឹងតែអែមតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងរ
nè tập bốn này chỉ sợi cua để nhom bàn liền xả mát vì sạch hay nhom vô vì màu hàn clay clay bài này rồi hay nè bông bông nào nè đầm bay ao bốc sợi bao nhom nó bị miên po miên sập phần phía mưa tơi tầm nong của trang nhám chẳng nhom có đặt cà rốt li cho mùi thịt rồi hay nhom vô tay cha nắng một bài vô tại sạch tê hay tay cha này ha bông bông nào nè một lần nhom vô một bài ha nhom vô vì từ cầm tay bẩn tịt sơn rồi hay nhom tục ở tịt chẹ ở vì là sôi sạch chứ bạn về để dùng nhắm tới vì mình đôi chiếc chui hay chăng anh ra cái video này nhưng mà bạn bằng hai bằng phone nó này chẳng ở nhóm bạn trẻ và sau này chỉ bằng phone là chẳng ở để chờ bao nhiêu nắng sôi hay mình cần chui á đôi chiếc cần để chăng trong bóng phone vô về tới cầm đại lừa phơi tịch sân tới rồi hãy tụt ở để chẹt chăm dương vô về một bè bạn tua vì nhóm bạn trẻ à hay là nhóm chập đam một sợi mình mà đòn bốn cái nó cứ nhóm đặt mà tay tâm score bị chê nhóm đặt bọc vì ai ở môn sân mình tập một tiết này bằng phần nào cái bài học á nhóm một bàn bài học chơi ở phía trên nó bây giờ nhóm một sợi nhóm bài học chơi phần tay ngày nay nhóm chọn bài học chơi á cứ nhóm vô việc tập ăn sân vậy tới bằng phần nào cái này cứ chăng anh chuyện bài học chơi để xa ấy để bây giờ dùng ăn tới bọc nó bị mình khẩn chui á hay vẫn tập bị đã học chơi lại nhóm đã sợi đấy nâng hay nâng sợi đầy bọc chơi cái này ở vì là ở ở vì cho kêu sắp là ở chỗ mũi nằng bắt học nằng tại mặt đòn sân á, còn top vì bọc vì bàn sắp là hay nhom ở chụp bát kêu chma chồ nhom prà kêu chma bì phái bằng phôn đặc nề, bọc bằng phôn trong prà li chỗ mũi nằng tự tôm bớt cả bàn đài, bàn tay ở nấy nhom ở prà tại mặt chu kêu chma sốt tè, còn top vì chụp bát kêu chma hay nhom đặt cà rốt bọn tôi một tiết sạch trái chả nâng có dương đã trôi cho mùi khỉa tài mặt đòn hay nâng sạch chi nhưng mà đại phần dạy bóng phô nào khỉa đâm bây ai về miền khẩn chung vì hay chi để nhóm pra xâm rạp đã trôi khổng bọc sạch nâng cư nhóm pra thì chi rồ ná hay nâng chi vô nghề rồi thấy xa nít nhóm lê nhỏ bọc vì thế đầy nhóm vô về một cô vì rộp biếp nít rồi thấy dương phụ mơ tập tam đồ chi để dương trong bàn hay dương đồ đã chán hay chỉ cả sạch khởi ớt bọn bọn tạo khỉa nghi nghi mình tên rồi bị phong ca thơ bọc sở đại trái trả này ha cường xóm có nghi nghi hay vị thi phong ca thơ có nghi nghi hay xâm rạp ca bằng hai bọn nhóm khổ ngày ní mình tạp bằng năng tế con bọn bọn tạo khỉa xâm rạp ca tạm bàn video mùi ní bị đàm đá chọc chùm rịp lý chụp khỉa video cỡ tiết.